Lành thai, năm nay Khoa được là một trong những thí chủ dân y của năm 2020, cho nên Khoa chuẩn bị cho mình thật là trang nghiêm và thanh tịnh để dự cái buổi lễ dân y Katina năm 2020 này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn video này. Đây là niềm vui của Khoa. Khoa muốn chia sẻ cái niềm vui này đến với tất cả các bạn. Và sẵn đây con xin đại diện chư thí chủ thành kính tri ân quý chư tăng đã chứng minh cho buổi lễ dân y Katina năm 2020 của chúng con. Và Khoa cũng xin cảm ơn đến quý Phật tử, các cô chú và anh chị em ở chùa Hương Đạo đã đóng góp công sức của mình cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Nguyện công đức có được xin chia đều đến tất cả chúng sanh đồng đều nhau cả thảy. Và Khoa xin hẹn với tất cả các bạn trong những video tiếp theo.